Đây là một con rối khổng lồ ở Nhật Bản, và đây chưa phải là chiều cao của nó. Con rối này được trình diễn trong khuôn khổ Thế vận hội Tokyo 2020, đánh dấu 10 năm Nhật Bản nỗ lực tái thiết sau thảm họa động đất, sóng thần năm 2011. Màn trình diễn điều khiển rối khổng lồ chính là để kỷ niệm sự kiện này. Khoảng 20 người điều khiển dây trong một bộ cáp phức tạp để con rối khổng lồ cao 10 mét có tên Mokko có thể đi bộ và biểu diễn các động tác cực kỳ sinh động. Theo ban tổ chức Tokyo 2020, Mokko là tượng trưng cho sức mạnh, khả năng phục hồi và lòng nhân ái của những người bị ảnh hưởng sau thảm họa. Tôi muốn gắn kết tình cảm của những người chịu ảnh hưởng của thảm họa động đất và sóng thần năm 2011, gia đình họ và những người khác. Thực sự tôi nhận thấy rằng, thông qua Thế vận hội, chúng ta phải truyền tải những nỗ lực tái thiết cả ở trong và ngoài nước. Chúng ta phải ghi nhận những người 10 năm qua luôn hướng tới công cuộc tái thiết. Trước khi đến Tokyo, con rối này đã đi qua các tỉnh Đông Bắc Iwate, Miyagi và Fukushima, nơi gánh chịu thảm họa động đất sóng thần năm 2011. Trong sự kiện ra mắt tại Tokyo, Mokko đã nhún nhảy theo nhạc. Tác giả của con rối này là đạo diễn, giám đốc sáng tạo của chương trình phục hồi Đông Bắc Michihiko Yanai cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân rối của vùng này. Thiết kế của con rối lấy cảm hứng từ các tác phẩm thủ công sáng tạo của trẻ em sống tại khu vực chịu thảm họa. Sứ mệnh của nó là mang lại những lời nhắn gửi chứa đựng đầy hy vọng của người dân vùng này đến với Olympic Tokyo, kêu gọi tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn của người dân trên thế giới.